Mình chào tất cả các bạn nha. Vẫn là cái chợ phiên sắc màu nhé, nhưng mà hôm nay thì có vẻ tất cả những cái du khách đến đông hơn. Trời thì bắt đầu ngả về hơi chiều rồi, cho nên là cũng rất là nhiều người bắt đầu tập trung ngoài sân. Đấy, cái sân chơi cũng khá là rộng. Đấy, rất là nhiều bạn là nữ người Mông mặc đồ dân tộc, rất là xinh luôn. Mọi người thì đang chuẩn bị tham dự gọi là và xem các trò chơi dân gian. Đây là cái khâu chuẩn bị nhé. Những bạn gái dân tộc Mông ở Tây Nguyên cũng rất là hiện đại nhé. Trên sân khấu vẫn là các đội thi lạch cỏ. Dưới này thì nhiều chị em bắt đầu đi check in và đi tham quan những cái vật phẩm bán của người đồng bào Tây Bắc vận chuyển vô trong Tây Nguyên này. Khác với chợ tình ở phía Tây Bắc thì ở đây thì đồ dân tộc sẽ được mặc ít hơn, đa phần là đồ thuê thôi. Không chỉ người Mông mà cũng rất là nhiều người dân tộc khác hay là những người ở khu vực khác di chuyển tới đây để tham dự lễ hội. Đây là khu thử đồ cũng như là mua bán đồ dân tộc. Một bộ ở chợ phiên này thì bán có giá khoảng 1,2 triệu. Rất là xinh gái luôn. Áo mũ này, váy này, váy quần này, rất là nhiều luôn. Phụ kiện đi kèm. Đây, trang phục bên này cũng rất là đẹp. Đến đây thì gặp rất là nhiều cô gái người Mông rất là giỏi giang luôn. Không những giỏi giang mà rất là xinh đẹp. Đây, trang phục rất là đẹp. Những cái trang phục này mình thấy để trên những cái giá này không được chắc chắn lắm, tại vì gió ở trên Tây Nguyên này rất là mạnh. Khi mà trưng bày trước cửa như vậy thì gió dễ rất là đổ. Ôi đổ kìa.
những cái trang phục ở đây thì họ để rất sơ sài nhưng mà dễ đọc. Cửa hàng thì lại rất là đông. Rất nhiều em gái cũng được dắt đi chơi ở đây. Khu vực này sinh sống người về rất là đông người đồng bào Mông. Và quý vị có thể cho đại diện đầu tiên, có lẽ là trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả quý vị và khán giả lên cổ vũ tại nhiệt tình nhé. Tại vì là chúng ta sẽ có hai và giải nhất và giải nhì, xem là giải nhất thuộc về đội nào. Vì đây là trò chơi dân gian không thiên về người Mông lắm nên là du khách cũng ít quan tâm hơn. Cũng xuất hiện một số bạn nữ mặc đồ Mông tiến vô rồi, khá là đẹp. Hôm nay bầu trời Tây Nguyên thì rất là nhiều mây luôn. Đây là cái khu vực mà rất là nhiều người di chuyển qua lại nên mình chọn cái chỗ quay này. Ít khi mà ở trên Tây Nguyên này, chợ phiên mà được đông đảo mọi người tham gia như vậy. Buổi tối thì nó sẽ đông hơn tại vì có những cái tiết mục văn nghệ, với lại mọi người thì có thời gian để mình đi dự lễ hội hơn ban ngày. Ban ngày người ta có thể tranh thủ và đi làm cái công việc. Nãy giờ thì mình thấy mấy cái trang phục trên Malacanh rất mấy lần rồi mà các chủ shop vẫn chưa có cái biện pháp gì mà để chắc hơn. Đây mình đã được bắt tay qua bên này. Bên này cũng rất là nhiều khán giả luôn. Bên này thì rất là nhiều chị em đang chụp hình. Hiện tại thì nó cũng hơi ngả về chiều một chút rồi, cũng xuất hiện một chút ánh vàng trên bầu trời. Mọi người lưu ý là hiện tại thì có một số cái nhạc bản quyền đang được phát nên mình sẽ cắt bớt âm lượng nhé.
mong mọi người thông cảm, tại vì khi mà mình đăng những cái bài nhạc có bản quyền lên theo clip thì YouTube nó sẽ không cho phép mình làm như vậy. Em gái rất là cao luôn, chắc phải 1m7, 1m8 đấy. Đây là hai bạn trẻ, nó có những cái động tác khá thân thiết với nhau. Chụp hình nhưng mà các bạn còn khá là e ngại. Hôm nay thì cái tiết mục văn nghệ sẽ bắt đầu từ khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ nha các bạn. Hiện tại thì mới có 5 giờ chiều thôi. Cách thời gian văn nghệ khoảng hơn 1 tiếng nữa. Cho nên là cái du khách cũng như là các bạn nam mới đi chơi thì vẫn chưa đến cái hội chợ này. Mình nhắc lại cái địa chỉ ở đây nhé, đó là thôn 10 Cư Nia. Bạn nào mà chưa đi được thì hôm nay vẫn còn một ngày nhé, còn một ngày để chúng ta đến dự cái lễ hội này. Các chương trình hoạt động thì mình có up ở bên bài cộng đồng đấy nhé. Thì vào những cái ngày 17, 18, 19 thì có những hoạt động gì thì mình có ghi chú ở đó nhé. Bạn nào cứ vô cộng đồng các bạn xem nhé. Trong cái thời gian chờ đến lúc văn nghệ thì các bạn cũng chỉ tranh thủ đi chụp hình với lại trò chuyện với nhau. Một số bạn thì đi ra phía sau xuống cái phần bờ hồ với lại cánh đồng phía sau để chụp hình. Hiện tại thì cũng chỉ có một ít người đang ngồi chờ thôi. Ngoài chợ phiên như vậy thì đến dịp Tết thì vẫn tổ chức cái phiên chợ tình ở đây nhé các bạn. Bạn nào cứ mùng 1, mùng 2, mùng 3 đến mùng 5 Tết thì chợ tình ở đây rất là đông nha. Mọi người có thể đến đây ném bao và tham gia rất là nhiều trò chơi hay là văn nghệ của người Mông. Video của mình xin được khép lại tại đây. Mình sẽ phát clip tiếp theo về khi các bạn biểu diễn văn nghệ ở trên sân khấu hay là có những cái tiết mục trò chơi dân gian ở chương trình này. Hẹn mọi người tại những video clip sau. Xin chào.
khám phá thêm văn hóa, truyền thống, lịch sử, tôn vinh nét đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả các quý vị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại!